tự bào chữa cho mình tại phiên tòa, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Nguyên Giờ, cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan, xin hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới. Sáng nay ngày 21 tháng 3, phiên toàn xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị khác có liên quan tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 3, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân đưa ra lập luận rằng mức án đề nghị 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản cho thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Luật sư mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò và trách nhiệm của bị cáo trong vụ án liên quan đến ngân hàng SCB. Theo luật sư Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Bên cạnh đó, bị cáo Vân được Trương Mỹ Lan nuôi dưỡng từ nhỏ và coi như mẹ, nên đã hoàn toàn tin tưởng và nghe theo sự chỉ đạo bị cáo Lan. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân có hạn chế về kiến thức pháp luật và bị cáo đã dành một phần ba cuộc đời để cống hiến cho công việc. Bị cáo Vân mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời và bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho thuộc cấp vì họ đã đặt niềm tin và giúp đỡ bị cáo trong những lúc khó khăn nhất. Trước đó, năm luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt phát biểu quan điểm bào chữa cho thân chủ. Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét làm rõ hành vi tham ô tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, vì theo các luật sư thực chất bị cáo không lấy, không sử dụng số tiền như cáo trạng quy kết. Các luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng bản thân bị cáo và gia đình có nhiều nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và dùng tài sản của mình tái cơ cấu SCB. Bên cạnh đó, nhân thân bị cáo Lan và gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Gia đình tự nguyện dùng toàn bộ tài sản phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục giải quyết hậu quả trong vụ án. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có chính sách khoan hồng nhân đạo đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tự bào chữa bổ sung cho bản thân, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, bị cáo không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét kỹ về các cáo buộc tội trong cáo trạng khi nói rằng bị cáo đã sử dụng SCB như công cụ tài chính và đề nghị tòa làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB.